Thế anh em, hôm nay mình sẽ làm clip nói về một nhân vật. Chắc đọc thumbnail thì biết rồi, nhưng mà mình sẽ làm clip để nói về Luna Snow. Tại vì đây là một nhân vật rất là đặc biệt trong game. Tại sao lại đặc biệt? Thứ nhất là nó là một nhân vật đắt và mất tiền thật để mua. Tức là nó là premium characters. Ví dụ khi mà đây này, nó sẽ yêu cầu mình phải lấy 320 Pembroke Lady. Tức là cái này phải bắt buộc và mua bằng tiền. Là cái gói này, như mình tiền Úc là 15 đô, còn tiền Mỹ là khoảng 10 đô, tiền Việt chắc độ 200 mấy gì đấy. Và rất là nhiều người từ từ đại không cần nhắn tin. Mình có ông sếp nhắn ok, mình nhắn ok anh, ông nghĩ không ok em lại, chả hiểu nhắn để làm gì, tiên sư rảnh mãi nổi. Đại loại là cái này ấy, phải mất tiền thật để mua. Còn những người nào mới chơi ấy, thì luôn luôn được bảo là nhặt Luna Snow là nhân vật thì premium character đi. Tại sao lại như vậy? Thì thực ra bây giờ Luna Snow đã tụt xuống rất là nhiều so với trong cái game này rồi. Và có rất là nhiều nhân vật mà kiểu premium khác mà khỏe hơn á. Ví dụ như là không biết gì nhỉ, để mình nghĩ á. Nhặt Spectrum cũng ok, nên Spectrum thì không quá khỏe. Nhưng mà sau này kiểu gì nó cũng có uniform. Hay là Icarus cũng vậy, cũng có uniform cộng với cả, cũng rất là khỏe đối với người mới chơi. Thằng này cũng thôi bỏ đi, đừng lấy đồ ấy, đừng chọn nó. Đây đây loại ý mình ý, là có rất là nhiều nhân vật khác mới mà khỏe có thể dùng được. Kể cả nhân vật nhặt Nick Fury cũng được. Nick Fury cũng là một thằng leadership rất là ngon cho game đúng không? Tại sao lại nhặt Luna Snow? Tại vì thứ nhất là nó là nhân vật của Netmarble làm ra, tức là do chính game làm ra, cho nên là nó luôn luôn đảm bảo là sẽ có thể sẽ được uniform mới. Thường mỗi năm nó có một uniform, vậy mà năm nay ấy, mọi người đoạn từ tháng 12 đến tháng 1 đến giờ chưa ra uniform mới cho Luna Snow và Sharon. Sharon ấy thì thực ra là vẫn rất là khỏe. Nhưng ngược lại với cả Sharon thì Luna Snow khá là phế. Mình phải nói là khá là phế. Đương nhiên là tùy từng người chơi thôi. Thứ hai nữa là nó yêu cầu phải có CTP of Rage hoặc là Judgment thì mới có thể dùng được. Vậy nhưng mà đâu phải là ai cũng có CTP để lắp cho nó đâu đúng không? Mình bản thân mình cũng chưa lắp CTP cho nó bao giờ. Và chỗ duy nhất để nó chơi được mà kiểu tốt ý là World Boss bên phía bên trái thì ok này, đánh với thằng Ebony các thứ thì không vấn đề gì. Chỗ duy nhất mà Luna Snow vẫn còn dùng được mà nhiều người còn dùng ý là Alliance Battle. Tức là ở cái ngày, mình tìm xem nào, cái ngày sub, cái này này nó Speed Hero Female này, chỉ có duy nhất ngày này là có thể dùng được Luna Snow thôi. Nhưng mà anh em nào xem mình thì biết rồi, đó là mình đếch quan tâm đến một đéo gì đến cái ABX này cả. Cho nên là việc mà nâng nó lên cho cái này cũng thực sự là khá là phí. Anh em nào mà có thà dùng Rogue chẳng hạn, Rogue chơi cái này tha hồ luôn mà. Đương nhiên nó không bằng được Luna Snow nhưng mà nó vẫn rất là khỏe đúng không? Nó Luna Snow cũng không có giá trị gì ở tham gia battle hết. Và đây á, gặp bất kỳ thằng nào trong này cũng tắt điện ngay đúng không? Không thể nào trụ nổi được một giây. Được cái squad battle này cũng ok, đó là nếu mà dùng Luna Snow ở đây này thì nó cũng ok. Tại vì Luna Snow, lý do nữa là Luna, mình nói từ phải nói chậm lại suy nghĩ đã. Lý do duy nhất mà Luna Snow nó khỏe ấy, là bởi vì cái này nó có cái leadership tag ở đây nó, và nhờ vậy mà nó lợi dụng được cái support, cái passive, cái gọi là cái support của con White Fox này đúng không? Đó là nó đây, tất cả những ai có cái leadership đấy thì được damage dealt to supervillain là 60%. Ok, rất là ngon cho Luna Snow. Nhưng vấn đề ấy là con này không có tier 3 hay là transcender gì hết, cho nên nó không thể dùng được ở những cửa cao như là World Boss Legend, như là Nu hay Mephisto. Vì vậy thì mình cũng không có đặt quá nặng về cái sức mạnh của Luna Snow. Để xem mình thêm top là có thằng nào đồng dùng Luna Snow không, để mình biết là Luna Snow đấy 10 triệu này là dùng Luna Snow này, đừng là dùng Cable. Luna Snow này cũng gần 10 triệu này đấy chưa. Thì nó dùng Nick Fury là thằng lead rất xịn nhá. Xong rồi con này cũng rất xịn nhá. Hai con support này nó đi. Luna Snow được cái là nó lợi dụng được những con support ngon nhất team, cho nên ngon nhất game, cho nên nó mới khỏe như vậy. Còn nếu mà không có hai cái đứa kia ấy thì Luna Snow chưa chắc đã khỏe như vậy đâu. Đấy. Rồi, thì clip ngày hôm nay ấy, mình sẽ nhảy vào mình dùng Luna Snow một chút xem là sức mạnh của nó có ra gì không. Đây là uniform này, thì nó có 3 uniform, mỗi năm 3 một cái. Nó nói chung cái này khá đẹp, cái quần các thứ cũng chất. Obelisk thì mình đang có cold damage, crit damage, 200 proc là tuyệt vời rồi.
cái này stage 10 này, 10 này, type mình cũng max này. Skill thì mình sẽ không biết qua tại vì mình mất thời gian lắm, mình không muốn đi qua nhiều. Còn đây là Uru các thứ của mình cũng khá là ổn. Xem là max, crit, dodge. Crit thì có xuống mấy tăng crit không? 3, 2, 1. Đủ, con này không có chiêu này tăng crit à? Giờ mới biết đấy. Ew, Sida đây. Chiêu này có không? Chiêu này cũng không có à? Chiêu này có accumulation này. Vậy mà vẫn không khỏe nhỉ? Được cái nó hồi máu tốt. Và con này nếu mà dùng đánh cùng với cả Mephisto thì khá là ok. Nhưng mà để mình cho làm một trận. Thằng này đã sắp mở được cửa 290 rồi. Cố lên anh em. Ok, cửa 89. Mình sẽ dùng Lunar Snow cho anh em xem. Lunar Snow thì mình sẽ cho nó team xịn nhất luôn. Như mình vừa nói, đó là White Fox và Nick Fury. Team này thì mình sẽ dùng như này, Striker. Mình sẽ dùng Striker tại vì nếu dùng không dùng Striker thì sẽ thể hiện sức mạnh tốt hơn. Nhưng mà anh em chơi ai cũng dùng Striker hết đúng không? Thì tội gì mình không dùng luôn. Okay. À có biết nữa, con Lunar Snow này thì phải có CTP Racial Judgment. Cho nên quá trình mình chơi có thể mình sẽ xịt bóc một chút. Thường thì mình sẽ bóc khoảng 1, 2, 3 đó, 5, 4, 2. Nói chung mình bóc cái này cũng khá là ok. 3 bóc này, bóc này, bóc này, bóc này, bóc, bóc à, đéo được, tiên sư. Fuck you. Nói chung damage này khá là ổn, bóc cả 3 này. Cái tier 3 con này của con này ấy, cực kỳ xịn luôn. Đó là khi mà cái tuyết mưa này nó rơi ấy, nó sẽ hồi máu cho tất cả các cái đồng đội trong màn hình, là rất là tuyệt, một cái chiêu rất là tuyệt vời. Giả sử mà đánh Mephisto, anh em có thể dùng Lunar Snow làm support khi nào mà chuyển qua nó dùng để dùng để nó hồi máu cho mình cũng ok. Giả sử mà thằng Human Torch của mình chẳng hạn đang hết máu đúng không, mình chuyển qua Lunar Snow, mình dùng tier 3 xong mình quay lại dùng Human Torch. Đây là Human Torch được hồi máu luôn. Cái chiêu này cũng hay và nó đi khá là nuột. Mình dùng bóc nhưng mà cũng khá là thích. Chơi là bóc trượt rồi, lịch sử. Không sao. Một bóc đẹp rồi. 1, 2, 4, tier 3, tier 3, yay. Bye bye. Rồi, 1 phút rưỡi, cũng được, khá ổn. Nhưng nhớ là mình đã dùng 2 con support cực kỳ xịn. Đó, chắc mình sẽ qua một con em một phát nữa đi, để show con khác xem nào. Đợi 1 giây để mình tìm nha. Ok, mình sẽ dùng team này của anh đẹp trai gì nhỉ? Professor X, tại vì thằng này cũng khó chơi tương tự như Lunar Snow. Nhưng mà trong damage như này đã thấy ổn rồi. Và nó không được nhận cái passive của White Fox đúng không? Bóc trượt rồi, fuck. Bóc đây. Úi xời ơi. Đủ má nhanh hơn hẳn 1 phút luôn, ghê vãi. Nói phải đái, được. Được, không tin được. Ok, thôi bây giờ mình qua đánh nhân vật chính này. Tại vì đánh World Boss U thì mất giờ quá cùi rồi. Mình sẽ đánh Mephisto. Mình sẽ xuống cửa thứ 5 đi. 5 chắc là ok. Mình không hy vọng quá nhiều vào con này. Và mình sẽ dùng một team Max Bailey cho em nó luôn. Luna đâu rồi? Leadership thì có ai? Dùng con này. Anh em nên nhớ một điều nữa là thằng Mephisto này ấy, nó có resistance cho tất cả những cái nhân vật khác ngoài nhân vật nào mà không phải fire hay cold. À đâu, con này cold, con này là đánh bằng
băng á, thì nó có lợi thế khi đánh với cả thằng này, đúng không? Quên mất đấy. Khi mà White Fox có Tier 3 Transcendence lên á, thì Luna Snow sẽ được rất là được nhiều lợi hưởng từ con đấy, nhưng mà hiện tại thì mình không nên có kỳ vọng quá nhiều vào cái đấy. Mình đi box Luna Snow cũng được, đâu đến mức mà gọi là không thể nào box đâu. Mình thường thường mình box số 5 hay số 3, 6 này. Ôi trời ơi, vừa nói sao ắt, vẫn trúng. Vẫn à đâu, chờ rồi. Box là cái bên phải cơ. Bên phải cơ. Châu phết nhỉ, đang dùng tier 3 bay. 30 giây xong bay đầu tiên. Chết rồi, ván này có vẻ quá dễ, để mình đi lên trên cao một chút vậy. Lên cả 9 thì được không? 9 thì phải hơi quá. Đục má. Ok. Phải đẩy cái giới hạn một chút, chứ còn đánh cửa 9 không, à đánh cửa 5 không thì không có đủ phê. Bóc, đừng bóc vội. Bóc đi, ê, chưa, được, ok. 1, 6, 5, 3. Rồi, vừa đẹp, dũi ôi, gì đó, xin bóc rồi, fuck. Từng. À, bóc, rồi đẹp quá. Ok, Luna Snow chính ra chạy khá là chậm. Tại vì nick mình ấy, có rất là nhiều movement speed. Ê, từ từ, đừng chết em. Có rất là nhiều movement speed ở trong card, nhưng mà tốc độ này quá là tồi luôn. Ê, đánh nhầm đường đuổi người. Thỉnh thoảng lúc mình kéo tay lên trên ấy, mình bị dùng cái con trỏ bên trái mình kéo lên trên nó mắc mẹ vào nhân vật chính. Ba đó. Đập phết đấy nhỉ, đánh được cả 9 này. Đu. Xem nào. Từ từ đừng chết bọn. Một, ba. Đừng chết. Đù may có hồi máu chưa thủy phê vãi. Được chưa? Cái chiều đấy nó cũng rất là lâu nữa, tha hồ mà chạy. Đừng người chưa chắc. Mình rất thích cái phần cái phase tiếp theo thứ hai của con này nhá. Nó bị mắc kẹt mình ở đấy. Fuck. Tier 3 rồi, hay quá. Đù, rút máu ghê không? Đù, ghê vãi. Rồi, hay quá. Chính ra Luna Snow không có phế quá như mình nghĩ đâu. Anh em nào mà đam mê Luna Snow vẫn có thể chơi được ấy. Đánh được Ngô Boss Legend này là fail. 4, 6. Được phết đấy nhỉ. Được. Mình nói thật với anh em là từ lúc ra Mephisto với Nu đến giờ mình chưa hề dùng Luna Snow để đánh luôn. Rồi, đẹp. Từ từ. 5, 6, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6. Rồi, hay quá. 3. Rồi, bóc quá đẹp. Từ từ được rồi, không nên ăn cái đấy, chết đấy. Anh em muốn mình vào sau mình làm, clip sau mình làm về gì nhỉ, Professor X không? Tại vì mình vừa rồi mình dùng Professor X đánh Ebony cũng khá là phê. Nhanh hơn hẳn là Luna, có khi là dùng ở đây cũng nhanh hơn. Chưa biết nữa, mình chưa dùng bao giờ. Sao? Trời rồi. Không sao. 6. Trời rồi, fuck you. 6 này, vùng tay 1-3. Hay quá. Quá phê. Đánh vui phết này.
chính ra là nghịch cũng vui phết, nhất là khi mà mình kiểu lâu không chơi những đứa này ấy, bây giờ mình có dùng lại cũng rất là ok. Rồi. Mình thấy Luna Snow proc ở chiêu mẹ nào cũng được. Không biết nữa, nhưng bình thường mình thì mình proc ở số 1, 5 hoặc 6. Tức là mình có tận 3 chiêu, 3, 5 hoặc 6. Tức là mình có tận 3 chiêu để proc liền. Cho nên proc nó cũng không có quá khó. Chờ rồi. Mình định ấn 3 thêm để ăn thêm ít, sầu thêm ít đồ mà. Than quá. Đúng rồi. Bye bye Mystic. Bye bye. Hai phase đầu đi qua nhanh hơn. Phase cuối này có vẻ hơi chật vật nhỉ. Cũng ok, cũng xong được cả rồi. Vui phết. Được. Được đấy. Vậy là kết luận lại là Lunar Snow chính ra không có quá tệ. Anh em nào mà muốn, thôi để mình làm một phát rất là nhanh clear bằng thằng này để ví dụ cho anh em xem tốc độ của Battle Abuse, tại vì mình phải làm một đứa so sánh ý, thì anh em dễ hình dung hơn được là sức mạnh của cái người mình đang review là về nó như nào, đúng không? Thì thường thì Battle Abuse của mình đánh cái này trong vòng một nút nhạc, và proc của thằng Battle Abuse cũng thấp hơn nữa. Ê, chính xác không nhanh như mình nghĩ. Đủ, chưa xong luôn này. Thôi có gì mình làm clip riêng về BTW sau, chứ hiện tại thấy là không có quá nhanh. Chung cũng nhanh nhưng mà không có nhanh như mình nghĩ. Tình tưởng là đây xong rồi. Thì lúc nãy Luna Snow là chậm hơn khoảng độ 20 giây. Thằng này 1:20 thì Luna Snow khoảng 3:57 thì phải, thì cũng bình thường. Ok, và nó túm lại là nếu mà anh em có một cái tier 2 selector, ví dụ như anh em mới chơi nó cho chọn ngày thứ 7 này, hay là anh em bỏ game vào lại nó sẽ cho 28 ngày selection đó. Cái 28 ngày quay lại mình nghĩ là nên chọn Neymar hơn, tại vì Neymar nó hiếm, khó kiếm hơn ấy, chứ còn Luna Snow vẫn kiếm được ở cái Demonstration ở đây, rất là cũng khá là đơn giản. Ở đây thì nó cũng gọi là kiếm được, đúng không? Ở đây thì đấy, nếu mà cái ngày kia thì có thể chọn Neymar, còn không cái ngày mới chơi ấy, có thể chọn Luna Snow thì vẫn ok. Và con này tương lai kiểu gì nó cũng có uniform thôi. Và như mình vừa chơi là đánh được cỡ 9, Mephisto cũng không hề tệ một chút nào đâu. Đó, anh em thấy ý kiến thế nào về Luna Snow thì có thể comment cho mình biết, hoặc là chọn Icarus cũng được. Icarus cũng phê pha, nhưng thằng đấy thiên về PvP hơn. Ok, thank you anh em, bye bye.